Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung phần tin. Ngày 22 tháng 3, huyện Tuần Giáo tổ chức giải cầu lông vô địch trung cao tuổi, công chức viên chức lao động các xã thị trấn năm 2024, thiết thực thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và huyện. Chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2024. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Mùa Va Hồ, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, trưởng ban tổ chức giải cầu lông năm 2024. Các đại biểu thành viên ban tổ chức giải cầu lông năm 2024, đại diện lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, các trưởng đoàn, vận động viên và huấn luyện viên tiêu biểu của 37 đoàn vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị huyện, các trường trung học phổ thông, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện và Ủy ban Nhân dân 19 xã, thị trấn. Giải năm nay thu hút sự tham gia của trên 200 vận động viên tranh tài ở 3 bộ giải với 12 nội dung. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ chiến thuật, khuyến khích phong trào luyện tập, thi đấu môn cầu lông trong các cơ quan đơn vị. Qua đó tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những nhân tố điển hình, làm nòng cốt trong phong trào thể dục thể thao của huyện, góp phần nâng cao sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông qua giải nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe, duy trì và phát triển phong trào thể dục, tập luyện môn cầu lông trong toàn huyện, cũng như hướng tới mục tiêu bồi dưỡng nguồn nhân lực không chỉ giỏi về trí lực mà còn mạnh cả về thể lực. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, trưởng ban tổ chức giải cầu lông huyện Tuần Giáo năm 2024 nhấn mạnh: trong những năm qua, thể dục thể thao huyện Tuần Giáo đã có bước phát triển mới về phong trào và chất lượng, đóng góp tích cực vào việc phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam. Sự nghiệp thể dục thể thao huyện Tuần Giáo đang từng bước khẳng định vị thế với những kết quả rất đáng khích lệ, đã khai thác, phát huy bản sắc truyền thống các môn thể thao dân tộc và tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao lớn và đạt nhiều thành tích cao tại các giải thể thao toàn tỉnh. Thông qua giải lần này nhằm đánh giá chất lượng phong trào môn cầu lông trên địa bàn huyện Tuần Giáo, cũng là dịp để các vận động viên, các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, tuyển chọn cầu thủ xuất sắc tham gia các giải thi đấu của tỉnh. Để giải cầu lông huyện Tuần Giáo năm 2024 đạt kết quả cao và thành công tốt đẹp, thay mặt ban tổ chức, tôi xin đề nghị một số nội dung sau. Một, các đồng chí thành viên ban tổ chức giải điều hành thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch và đáp ứng các yêu cầu đã đề ra, tạo điều kiện tốt nhất để các trận đấu đạt kết quả cao nhất. Hai, các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, cao thượng và phấn đấu đạt thành tích cao nhất. 3. Các đồng chí trong tổ trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công minh, khách quan, trung thực, đúng luật, đúng tiến độ thời gian để giải đấu đạt kết quả cao nhất. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng và tiến bộ, giải thi đấu của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Chúc các vận động viên thi đấu đạt thành tích cao nhất. Chúc giải thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng. Giải đấu lần này hứa hẹn sẽ có nhiều trận đấu gay cấn, hấp dẫn, cống hiến cho khán giả những màn cầu đẹp mắt, tiếp tục phát hiện thêm nhiều cá nhân và tập thể tiêu biểu để biểu dương trong phong trào, khỏe để lao động và học tập. Giải còn là dịp để các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, các vận động viên giao lưu học hỏi lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Sự nhiệt tình tham gia của các vận động viên góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao phát triển sâu rộng trong toàn huyện, xây dựng đời sống sức khỏe và tinh thần lành mạnh. Giải cầu lông huyện Tuần Giáo năm 2024 được diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 3 năm 2024.
Sáng ngày 22 tháng 3, tại trường mầm non Họa Mi, xã Quải Tở, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo long trọng tổ chức khai mạc hội thi Tôi yêu Việt Nam cấp huyện năm học 2023-2024. Dự khai mạc có đồng chí Đỗ Văn Sơn, huyện ủy viên, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trưởng ban tổ chức hội thi Tôi yêu Việt Nam cấp huyện năm học 2023-2024. Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các đồng chí ban tổ chức, ban giám khảo hội thi, các đồng chí ban giám hiệu và giáo viên thuộc các trường mầm non trên địa bàn huyện, các bé tham gia hội thi, phụ huynh và học sinh trường mầm non Họa Mi. Hội thi có sự tham gia của 120 trẻ mẫu giáo 5 tuổi, có đủ sức khỏe và đã đạt giải cao trong hội thi Tôi yêu Việt Nam cấp trường tại 24 trên 24 đơn vị trường mầm non trong toàn huyện. Các trẻ tham gia hội thi sẽ tham gia hai phần thi, tài năng của bé và bé vui giao thông. Về phần thi tài năng của bé, các bé thể hiện tài năng qua phần lựa chọn các đáp án A, B, C để trả lời các câu hỏi với những thông điệp, kiến thức, hiểu biết về hành vi khi tham gia giao thông, kiến thức ứng xử văn hóa về luật và quy định khi tham gia giao thông. Về phần thi bé vui giao thông, các bé tham gia chơi các trò chơi vận động mang tính chất đồng đội, tiếp sức qua các vận động cơ bản đi, chạy, bò, trườn, trèo, tung, ném, bắt. Các kỹ năng như cầm nắm, kẹp, với, cài, giữ thăng bằng. Các kiến thức nhận biết, biển báo, giao thông, nhận biết những nơi nguy hiểm, hành vi an toàn khi tham gia giao thông. Qua các hình ảnh, động tác mô phỏng, tiếng kêu động cơ do ban tổ chức chuẩn bị thuộc chủ đề giao thông trong chương trình giáo dục mầm non được thiết kế mô phỏng dưới hình thức trò chơi. Các phần thi diễn ra sôi nổi, thể hiện tài năng, tạo nên sự kịch tính gay cấn cho hội thi bởi không chỉ giúp các bé có thêm kiến thức về an toàn giao thông mà còn là nơi các bé được thể hiện sự tự tin, mạnh dạn, phát huy khả năng xử lý tình huống và thể hiện bản lĩnh của chính mình. Phát biểu khai mạc hội thi Tôi yêu Việt Nam cấp huyện năm học 2023-2024, đồng chí Phạm Văn Tuân, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo nêu lên. Để hội thi diễn ra thành công tốt đẹp, tôi đề nghị các đồng chí trong ban tổ chức, trong ban giám khảo với tinh thần trách nhiệm cao, hết sức công tâm, vô tư, khách quan, công bằng lựa chọn được những đội có thành tích xuất sắc nhất để tôn vinh trao thưởng. Đối với các đội về dự thi, đề nghị các nhà trường quan tâm và chuẩn bị tốt, chu đáo các nội dung cũng như là tạo cái tâm thế thoải mái nhất để giúp cho các trẻ về dự thi đạt kết quả cao nhất. Hội thi Tôi yêu Việt Nam tạo sân chơi bổ ích cho các bé, rèn luyện khả năng xử lý tình huống, kỹ năng hoạt động nhóm, đồng thời giúp cán bộ quản lý, giáo viên hiểu rõ hơn và vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ, giúp trẻ được chơi mà học, học bằng chơi. Đặc biệt tạo ý thức, hình thành thói quen chấp hành luật giao thông ngay từ nhỏ. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, sáng ngày 22 tháng 3, tại sân vận động xã Quải Cang tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lò Văn Tương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của việc rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất, sức khỏe, tầm vóc. Những năm qua, phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại xã luôn được duy trì và phát triển mạnh mẽ. Nhiều giải thể thao được tổ chức từ cấp cơ sở nhằm phát hiện, tìm kiếm nguồn vận động viên tham gia các giải đấu do trung ương, tỉnh và huyện tổ chức. Đây là nền tảng quan trọng để xã tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tích cực hưởng ứng ngày chạy Olympic, chạy Việt dã và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển đáp ứng yêu cầu mới. Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo xã, các đại biểu cùng các vận động viên và toàn thể bà con nhân dân tham gia chạy đồng hành hưởng ứng với cự ly 1 km quanh sân vận động xã. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Sáng ngày 22 tháng 3, xã Quải Cang tổ chức khai mạc giải bóng đá nam lần thứ 2 năm 2024. Về dự lễ khai mạc có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể xã, đại diện lãnh đạo các trường học trên địa bàn xã. Tham gia giải năm nay có 7 đội bóng nam với gần 100 cầu thủ đại diện cho các chi đoàn trên địa bàn xã.
các đội sẽ chia làm hai bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm một lượt để chọn ra hai đội có thành tích cao nhất ở hai bảng vào thi đấu vòng trong. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 năm 2024. Dự kiến, trận chung kết và bế mạc trao giải sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 3 năm 2024. Giải đấu hứa hẹn mang đến cho khán giả và cổ động viên nhiều trận đấu kịch tính và sôi nổi, đầy hào hứng. Ngay sau lễ khai mạc, diễn ra một số trận thi đấu hấp dẫn sôi nổi. Với tinh thần đoàn kết trung thực cao thượng, các đội bóng đã thi đấu nhiệt tình hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng ấn tượng và các bàn thắng đẹp mắt, thu hút đông đảo cổ động viên đến xem và cổ vũ. Giải bóng đá Nam xã Quảng Cang năm 2024 là một trong những hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, vui tươi, lành mạnh cho các đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó đẩy mạnh phong trào, rèn luyện thể dục thể thao với phương châm khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trong 3 tháng đầu năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo các cơ sở hội tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình gắn với đề án, tuyên truyền giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Đông, Nà Sáy thực hiện triển khai nhân rộng mô hình Ban phòng chống mua bán người cấp xã theo kế hoạch số 19 của Ủy ban dân huyện Tuần Giáo. Tham gia giao ban hoạt động mô hình quản lý ca dựa vào cộng đồng cấp huyện. Bên cạnh đó, công tác nhân đạo từ thiện thường xuyên được các cấp hội quan tâm trao tặng các suất quà, tiền mặt cho hội viên phụ nữ, học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức trao 9 suất quà trị giá 9 triệu đồng cho 9 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Ban vận động Quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ tại 3 xã Nà Tòng, Mùn Trung, Quài Nưa. Phối hợp cùng chương trình tài chính vi mô cộng đồng, tổ chức trao tặng các suất quà do nhóm thiện nguyện, yêu thương và chia sẻ, đã dành cho các gia đình, đặc biệt là các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tuần Giáo, gồm 13 con lợn giống, 2,3 triệu đồng tiền mặt cho 15 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 28 phần quà cho 28 học sinh nghèo vượt khó, 4 hộp sữa và đồ dùng cho một bé phơi nhiễm HIV. Tổng số quà mà yêu thương và chia sẻ trao tặng trị giá 30 triệu đồng. Giờ trái đất năm 2024 có chủ đề giảm dấu chân carbon hướng tới net zero. Tuần giáo đang triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì mục tiêu chung. Như thường niên, giờ trái đất được tổ chức trên quy mô toàn cầu vào thứ Bảy cuối cùng của tháng 3, từ lúc 20:30 đến 21:30 bằng các hoạt động thiết thực. Mục tiêu là vận động cộng đồng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ thiên nhiên vì một thế giới tươi đẹp hơn cho mỗi người và cho thế hệ tương lai. Sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm nay diễn ra từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 23 tháng 3. Để góp phần vào nỗ lực chung của toàn thế giới trong việc chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, huyện Tuần Giáo đã và đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng sự kiện ý nghĩa này. Chiến dịch giờ trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên phát động với chủ đề giảm dấu chân carbon hướng tới net zero. Thông điệp này nhấn mạnh vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới net zero, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, trong đó áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, mở rộng các hành lang đa dạng sinh học, các khu bảo tồn, giảm thiểu phát thải, chuyển đổi năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ nhằm giảm áp lực trên môi trường tự nhiên. Trong tháng 3, Ủy ban dân huyện Tuần Giáo đã ban hành công văn số 354 về tổ chức hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2024. Theo đó, trong tháng 3, các cơ quan ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể thiết thực như tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thúc đẩy việc thực thi chỉ thị số 20 của Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đơn vị tham gia vào chiến dịch giờ trái đất năm 2024. Tích cực tuyên truyền vận động, kêu gọi người dân
tắt các đèn chiếu sáng và những thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện. Ngoài ra, Điện lực Tuần giáo cũng lập kế hoạch tắt bớt điện chiếu sáng công cộng tại một số địa điểm, tuyến đường trong thời gian diễn ra sự kiện, tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tham gia hưởng ứng chiến dịch. Sự kiện Giờ Trái Đất qua nhiều năm tổ chức đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Ông Nùng Văn Thọn, trưởng khối Hủy Củ thị trấn Tuần giáo cho biết, Trái đất đang dần nóng lên do tác động của con người. Bởi vậy, mỗi hành động nhỏ của bản thân như tiết kiệm sử dụng điện an toàn hiệu quả, sử dụng nước tiết kiệm, hạn chế sử dụng ly, túi nhựa sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Hưởng ứng Giờ Trái Đất năm nay, gia đình tôi sẽ cùng ở nhà, thực hiện tắt các thiết bị điện trong một giờ và thường xuyên giáo dục các con hình thành thói quen tiết kiệm điện mỗi ngày. Thông qua chương trình hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2024, huyện Tuần giáo mong muốn các tổ chức cá nhân truyền tải thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, không chỉ tiết kiệm điện trong một giờ đồng hồ mà trở thành thói quen thường xuyên, qua đó góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Thực hiện quyết định số 333 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên về việc đăng ký phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ, nguồn động viên trong tháng 4 năm 2024, Ủy ban dân huyện Tuần giáo xây dựng kế hoạch đăng ký phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ, nguồn động viên tháng 4 năm 2024 nhằm nắm chắc số lượng công dân độ tuổi 17, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2025 và những năm tiếp theo. Phúc tra rà soát quản lý chặt chẽ số lượng chất lượng dự bị thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội, làm cơ sở cho việc đề nghị tạo nguồn dự bị động viên theo chỉ tiêu giao. Huy động huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên, kịp thời điều chỉnh bổ sung cho các đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu giao. Huy động huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Công dân độ tuổi 17 đăng ký lần đầu phải đăng ký 100%. Công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, kiểm tra nắm chắc danh sách, nắm chắc số lượng từng độ tuổi từ thấp đến cao, phân tích rõ chất lượng về văn hóa, sức khỏe, phẩm chất chính trị, hoàn cảnh gia đình, rà soát phân loại số công dân độ tuổi từ 18 đến 25 và số công dân được đào tạo cao đẳng, đại học đến hết 27 tuổi. Phúc tra nắm chắc số lượng, chất lượng, hoàn cảnh gia đình, bản thân, sức khỏe, quân nhân dự bị, có mặt hay vắng mặt ở địa bàn. Phúc tra nắm số lượng, huy động cho lực lượng thường trực của quân đội. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành văn hóa thông tin tuyên truyền huyện Tuần giáo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện. Để có được kết quả đó, Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thành công các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện của đất nước, của tỉnh và huyện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sức lan tỏa rộng rãi tới cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, đặc biệt là chương trình nghệ thuật Tuần giáo đẹp mãi mùa xuân, bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và chương trình văn nghệ thể thao chào xuân Giáp Thìn 2024 vào ngày mùng 3 Tết tại quảng trường trung tâm văn hóa huyện, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa du lịch trên địa bàn huyện hoạt động an toàn, đảm bảo quy định, phục vụ tốt nhu cầu du xuân của nhân dân và khách du lịch khi đến với huyện Tuần giáo. Theo báo cáo của Ủy ban dân huyện, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các điểm du lịch của huyện Tuần giáo đón trên 8.000 lượt khách đến tham quan. Tiếp tục triển khai xây dựng bản du lịch cộng đồng Bản Lồng, xã Tỏa Tình, chủ động đón tiếp khách du lịch đến với bản. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các xã thị trấn quản lý tốt đối với 5 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện. Trong đó có 3 di tích cấp tỉnh và 2 di tích cấp quốc gia. Khảo sát lập hồ sơ đối với di tích hang Thảm Quái thuộc bản rừng xã Trường Sinh, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận di tích cấp tỉnh. Thực hiện bảo tồn, gìn giữ phát huy văn hóa phi vật thể cùng các nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của 5 dân tộc thiểu số, chủ yếu trên địa bàn huyện với 7 loại hình di sản. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân xã Tỏa Tình luôn quan tâm chú trọng thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động của công tác tư pháp hộ tịch. Từ đó, các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật được đi vào cuộc sống một cách kịp thời và hiệu quả. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch chứng thực có nhiều tiến bộ, đưa hệ thống phần mềm quản lý hộ tịch vào hoạt động hiệu quả,
tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ làm việc. Ủy ban nhân dân xã đã niêm yết công khai các thủ tục, trình tự tại bộ phận một cửa, bố trí công chức tư pháp làm công tác chứng thực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có đầy đủ các mẫu dấu chứng thực, sổ chứng thực theo quy định. Tất cả các sổ sách quản lý lưu trữ hồ sơ được kiện toàn đầy đủ, các thủ tục hành chính được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, đúng thời hạn pháp luật. Trong 3 tháng đầu năm 2024, xã đã tiếp nhận và đăng ký khai sinh mới cho 13 trường hợp, 5 trường hợp đăng ký lại, đăng ký kết hôn cho 4 cặp vợ chồng, đăng ký khai tử 3 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 1 trường hợp, nhận cha mẹ con 1 trường hợp, thực hiện chứng thực 564 trường hợp, chứng thực chữ ký 47 trường hợp, chứng thực hợp đồng giao dịch 1 trường hợp, cấp bản sao trích lục hộ tịch 43 bản. Qua đó đã khẳng định được vị trí và vai trò của công tác tư pháp trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tạo được niềm tin trong nhân dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Tiếp theo chương trình là nội dung bài. Ngành giáo dục huyện Tuần Giáo hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024. Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần thực hiện sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ. Ngành giáo dục huyện Tuần Giáo xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và gia quân chăm sóc đào hố trồng cây mắc ca năm 2024. Phát động phong trào trồng cây xanh trong các đơn vị trường học, tạo cảnh quan môi trường, hỗ trợ chăm sóc tốt diện tích cây mắc ca đã trồng, tiếp tục triển khai thực hiện trồng mới cây mắc ca trong khuôn viên các trường học, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và định hướng phát triển của huyện, đặc biệt là định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Thực hiện hỗ trợ có hiệu quả người dân và chính quyền các địa phương trong việc chăm sóc diện tích cây mắc ca đã trồng năm 2023 và những năm trước đó, và hỗ trợ đào hố trồng mắc ca năm 2024. Nói về công tác hưởng ứng Tết trồng cây, phát động phong trào trồng cây xanh trong trường học, tạo cảnh quan môi trường, chăm sóc tốt diện tích cây mắc ca đã trồng trong khuôn viên nhà trường, ông Nguyễn Phú Tân, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Quài Cang cho biết. Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ thì Trường Trung học Cơ sở Quài Cang đã chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tổ chức cắt tỉa cây cảnh, trồng thêm một số cây mới và đặc biệt là chăm sóc bồn hoa cây cảnh, thảm hoa trước cổng trường để chào mừng 70 năm ngày thành chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Và bên cạnh đó thì ban chi ủy của 4 trường trên địa bàn đã bàn bạc thống nhất và đã đưa ra kế hoạch chương trình hỗ trợ đào hố và chăm sóc cây mắc ca trên địa bàn xã Quài Cang. Với tinh thần tự giác như thế thì đã góp phần thúc đẩy phủ xanh đất chống đồi trọc và góp phần xây dựng khôi phục nền kinh tế của xã Quài Cang nói riêng và của huyện Tuần Giáo nói chung. Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tiếp theo chương trình là nội dung bài Trường mầm non Nà Sáy nâng cao chất lượng giáo dục chăm sóc trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, trường mầm non Nà Sáy đã tập trung đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ, xây dựng môi trường chăm sóc, giáo dục tốt, tạo điều kiện cho trẻ mầm non được phát triển toàn diện cả về thể chất và trí lực. Trường mầm non Nà Sáy, xã Nà Sáy được thành lập từ năm 2008, được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và cấp ủy đảng chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời phát huy nội lực, huy động sự đóng góp của phụ huynh học sinh. Đến nay, nhà trường đã có cơ sở vật chất khang trang với tổng diện tích hơn 4.343 m², trong đó gồm một điểm trường trung tâm và 2 điểm trường tại bản Hong Lực và bản Pa Cá để phục vụ cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ một cách toàn diện.
Các công trình được xây dựng kiên cố theo tiêu chuẩn của trường học mầm non như phòng học, phòng chức năng, đảm bảo diện tích, ánh sáng, có đầy đủ đồ dùng đồ chơi dạy học cho các nhóm lớp. Bếp ăn được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, công trình phụ khép kín. Phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa, cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học, tạo cảnh quan khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, được bố trí hợp lý, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Sân chơi đảm bảo đầy đủ các trò chơi hiện đại kết hợp với trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc nhằm giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống, thu hút trẻ đến trường. Năm học 2023-2024, trường Mầm non Nà Sáy có 9 lớp với 240 trẻ, trong đó có 3 nhóm trẻ với 80 trẻ, 6 lớp mẫu giáo với 160 trẻ. Để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng cô nuôi, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động ăn nghỉ tại trường của các cháu, nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thường xuyên phối hợp với phụ huynh, ngành y tế, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% trẻ đang học tại trường. Cân đo, theo dõi biểu đồ nhằm phát hiện trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi để kịp thời có biện pháp chăm sóc phù hợp. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục trẻ của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực. 100% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 7,5%. Cô giáo Bùi Như Quỳnh Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nà Sáy cho biết thêm. Để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ, nhà trường đã quán triệt tới viên chức, quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn trường, thực hiện nghiêm túc chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn giáo viên, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên tổ chức, sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích giáo viên tham gia viết sáng kiến, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, nhà trường xác định nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là giải pháp quan trọng hàng đầu. Hiện nay, nhà trường có 24 cán bộ giáo viên nhân viên, trong đó cán bộ quản lý 3 đồng chí, giáo viên 15 đồng chí và 6 nhân viên. 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Tổ chức rà soát trình độ của giáo viên, lập nhu cầu đào tạo để nâng chuẩn, thường xuyên tổ chức thăm lớp dự giờ, kiểm tra, đánh giá thực chất, chất lượng đội ngũ giáo viên, kịp thời bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn. Hiện trường có 11 giáo viên dạy giỏi các cấp, 100% giáo viên đều soạn bài trên máy vi tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Hàng năm, 100% đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường đều được học tập và thực hiện đầy đủ yêu cầu, quy chế nuôi dạy trẻ phù hợp với từng độ tuổi. Với mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để trẻ được chủ động sáng tạo, tư duy tích cực trong các hoạt động, góp phần phát triển toàn diện các kỹ năng theo chuẩn chương trình giáo dục mầm non. Đánh giá kết quả chất lượng giáo dục học kỳ 1 năm học 2023-2024, tỷ lệ bé chuyên cần của nhà trường đạt trên 97,9%. Tỷ lệ bé khỏe đạt trên 96%, tỷ lệ bé ngoan đạt trên 95%, đảm bảo huy động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp, đặc biệt là trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Bên cạnh đó, nhà trường luôn chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động ăn nghỉ tại trường của các cháu. Các nhóm lớp đảm bảo an toàn cho trẻ, duy trì vệ sinh môi trường, tiếp tục giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ tại các nhóm lớp. Chỉ đạo bếp ăn, tổ chức cho trẻ ăn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Thường xuyên thay đổi thực đơn theo mùa để đảm bảo sự phong phú và đủ chất dinh dưỡng. Tổ chức cho trẻ ăn đầy đủ và cân bằng các chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu chọn mua, chế biến thực phẩm phù hợp với khẩu vị của trẻ để trẻ ăn ngon miệng và ăn hết suất ăn của mình. Đồng thời, nhà trường có lưu mẫu thức ăn theo quy định, nguồn thực phẩm đảm bảo nguồn gốc và chất lượng. Chị Lò Thị Xuân, nhân viên nấu ăn, trường Mầm non Nà Sáy, xã Nà Sáy, chia sẻ. Để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho các trẻ, nhà trường đã lựa chọn những thực phẩm trong quá trình chế biến món ăn cho trẻ. Trong trường đều là những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tươi sống và đảm bảo chất lượng
được kiểm định an toàn bởi Tổ chức Quản lý An toàn Thực phẩm. Nhà trường đã lựa chọn những cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín, nguồn gốc, địa chỉ rõ ràng và ký hợp đồng cam kết trách nhiệm. Thực phẩm được lựa chọn đúng theo thực đơn. Thực đơn được thay đổi theo tuần, theo tháng và theo mùa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ạ. Năm học 2014-2015, trường được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Phát huy kết quả đạt được trong những năm học tiếp theo, trường mầm non Nà Giấy tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu của năm học theo chỉ đạo của ngành giáo dục, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2, xứng đáng với sự tin tưởng của địa phương và nhân dân. Phần cuối chương trình là nội dung bài viết chung tay bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Ngày Nước Thế Giới năm 2024 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề Nước cho Hòa Bình, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới. Điều này cho thấy việc bảo vệ nguồn tài nguyên này là điều phải làm ngay. Nước là tài nguyên quý giá, nhưng không phải là vô tận. Nước là cần thiết cho sự sống, nhưng khi bị biến đổi, ô nhiễm, có thể gây ra những hiểm họa khôn lường cho con người. Đảm bảo an ninh nguồn nước, tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp, quan tâm công tác nước sạch trong trường học, chú trọng phân loại rác thải tại nguồn là những giải pháp huyện Tuần Giáo đã thực hiện để bảo vệ sử dụng hiệu quả nguồn nước thời gian qua. Xác định công tác đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gắn với nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của các cấp ủy chính quyền. Thời gian qua, huyện Tuần Giáo nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thủy lợi, tài nguyên nước và điều tra cơ bản, đánh giá trữ lượng nguồn nước, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong và ngoài tỉnh, tiến hành khảo sát các vị trí tiềm năng để xây dựng hồ chứa nước, công suất lớn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân, nhất là tại các xã vùng sâu vùng xa vào mùa khô. Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ. Nước là tài nguyên quý giá nhưng không phải là vô tận. Nước là điều kiện cho sự sống, nhưng khi bị biến đổi, ô nhiễm có thể gây ra những hiểm họa khôn lường cho con người. Thời gian qua, song song với công tác tuyên truyền, huyện Tuần Giáo đã có nhiều giải pháp để bảo vệ nguồn nước, trong đó chú trọng công tác phân loại rác thải sinh hoạt, vứt rác đúng nơi quy định đến người dân, đảm bảo bảo vệ nguồn nước sạch trên địa bàn huyện. Cùng với cấp ủy chính quyền huyện, các cơ quan đoàn thể huyện đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường nước như ra quân vệ sinh môi trường xung quanh nguồn nước, đồng thời trồng cây xanh bảo vệ đầu nguồn, dọn vệ sinh khơi thông dòng chảy tại các sông suối, cắm biển cảnh báo cấm đổ rác tại các con suối ngầm tràn, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nước của người dân địa phương. Nguồn nước không phải là vô tận, mỗi người, mỗi gia đình, mỗi địa phương đều có ý thức sử dụng tiết kiệm nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp là góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá này. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung trên đã kết thúc chương trình phát thanh hôm nay của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.